đây là một cái cơ hội hiếm để chúng ta sở hữu những cái siêu phẩm đẳng cấp bậc nhất của là thị xã Trơn Thành trong thời gian này. Với chỉ 1 tỷ 8 thôi là chúng ta đã sở hữu được một cái căn shop house một trệt là 3 lầu, tổng là 4 tầng nhé. Là ngay bên cạnh là trung tâm thương mại Trơn Thành Plaza. Đây là vị trí vàng, có thể nói là vị trí kim cương đẹp nhất của là thị xã Trơn Thành. Và ngày xưa thì để sở hữu những căn như này chúng ta phải tốn là hơn chục tỷ để chúng ta sở hữu. Nhưng bây giờ chỉ với 1 tỷ 8 thôi là chúng ta đã sở hữu những căn nhà như này rồi. Quá là tuyệt vời. Và ngân hàng cho vay số sẵn từng nền luôn. Số sẵn từng căn luôn cả nhà. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Hiếm được một cái cơ hội nào mà trong giai đoạn này mà mình có thể là sở hữu một cái căn nhà như vậy. Thì hãy liên hệ với là đội ngũ Homer và Hóa để tìm hiểu kỹ hơn về cái siêu phẩm này.